Bên ngoại Bác Hồ à? Em chó gì thì nghĩa à? Mẹ con chó đi, mẹ con chó. Mình nhặt cái này vào nữa nè. Thì thấy nghĩa cái chạy đi rồi. Chắc nhà kia rồi. Về phía trước này. Anh nghĩ nhà phía trước. Rồi, con thỏ phía trước. Cái nhà mà dơm hồi xưa ấy. Yeah. Đây này. Nãy anh chưa tắt xe phải không? Tắt rồi mà. Tắt cái đâu đi. Yeah. Kia, gương cụp vào kia anh. Đây. Đấy. Gương cụp vào rồi anh. Em thấy dây sáng trắng của gương chưa? Đây khu bảo vệ. Hỏi ai xem. Cái này là nơi tham quan nhỉ? Anh à, ấy phải nơi tham quan Bác Hồ không? Tham quan Bác Hồ bây giờ này đóng cửa. Đóng cửa. 12 giờ người ta đóng cửa. Dạ. À. Nhà bác ở đây. Chắc phải tí mới vào tham quan được. Đi vòng bên ngoài được. Vâng, vâng. Thế chứ vòng bên ngoài trước đi. Đây nhà bác này. Thanh Bình à? Quá Thanh Bình thôi mà. Gia đình ông Phạm Văn Mỹ. Rồi xem. À, hàng xóm. Hàng xóm của bác. Nhà hàng xóm đây mấy mấy nhà hàng xóm vẫn giữ lại nguyên sơ. Cậu nói gì? Hòa Xuân Đường. Nhưng mình vào đây xem.
nước mới là siêu sạch. Em để ngoài. Vâng. Đi tham quan chút. Đấy, tham quan đi vào trong này ạ. Đấy, vâng. Để dùng xe này bán. Chắc là ở bên kia nhỉ. Chắc cái đường này đường này xe mình đỗ này. Ngồi đây nhà mình mời đấy, mời ăn thử ấy. Món thịt hồ. Ngồi đây uống cà phê. Cơm trái. Đây này chè lam đây. Thử chè lam. À, cảm ơn chị. Chè lam có cu đơ ngon. Bốn người cốc trà sen cho mát. Mình bánh này rồi. Đây có cu đơ đây ngon. Đơn. Thì em thử bao nhiêu gói? 20.000 một gói. Trà sen. Cốc nước 4 năm gói tặng cho gói. Đây chị cũng thử cốc nước trà sen. Đây, uống cốc trà sen cho mặt. À vâng, cảm ơn chị. Trà lan dẻo ngon cực kỳ. Xe. Có cái cu đơ này ngon nên mình ăn thử tí cu đơ, cu mềm, cu cực luôn. Thử thử cho chị. Uống nước này. Này. Uống thử xem uống được hết. Này. Uống nước không? Không uống bộ uống nhé. Bỏ bỏ cái ô xuống cho nó. Mà chị cầm đi. Bỏ ô xuống đây. Lúc này ăn dâm rồi mày.
Hả, uống đi. Ở đây được á, ít ngọt. Đúng rồi. Nhiều nhiều nhất được. Wow. Em ngày một mình. À. Mua 5 gói tàng thôi gói. Còn có cái trà sen mình uống cái này này. Cái trà sen này uống rất là tốt cho sức khỏe. Mình lấy một gói trà sen. Đúng là cành lã tâm nhụy sen, loài này là loài đặc biệt. Loài ngon nhất ở đây luôn. Dễ uống. Rồi lấy một gói này. Dạ. Đến năm kia. Có lấy cu đơ không? Anh ăn thử miệng cu đơ. À không, ngoài kia. Ok này. Không, nó phải ăn với vậy mình thích ăn. Ít ngọt bé thì nó ngọt, không thích ăn lắm. Loài mình thử là loài này nhé, loại ít ngọt hơn loài này, nó nhiều ngọt hơn, hay lấy ba cái này. Em lấy loại ít ngọt thôi, cái loại mình đang thử hồi nãy á. Thử lên loài này. Loại này đúng không? Đấy, còn hai loại mình lấy ngọt nhau, mình lấy loại nào cũng được. Không phải em ngồi vừa nhé, không có thích ăn ngọt. Với lại cái người lớn tuổi ở nhà người ta bị tiểu đường á. Cho nên là cho họ ăn thử đi. Chơi chơi cho biết vị vậy thì mình mua ít ngọt thôi. Tại mua mấy đồ ngọt này họ không ăn được con nghe. Mình mua ít ngọt thì họ nếm nếm rồi mình biết vị nó dễ, ít ngọt đỡ. Họ mua thêm gọi trà cơm về cho ăn không? Gói chung rồi. Mình ngồi đây đi, ngồi đây uống cốc nước đi. Ngồi đây nè, kèo đây nè. Là miệng cu đơ nè. Mình thử vị cu đơ quê bạn. Uống cốc nước ăn miệng kèo. Vâng, cảm ơn chị. Ở cái khu di tích này bao giờ mở cửa chị? Mấy giờ? 10 rưỡi à? Mình có thể đi đền Trung Sơn. Sau tí nữa quay lại cũng được. Đền Trung Sơn ở đâu à? Đền Trung Sơn cũng cách cái 2 cây mà nó cũng đẹp lắm. Đền thờ gia tiên đầu tiên của Việt Nam mình á. Thờ những người thân trong gia đình Bác Hồ. À. Cái kem dừa có không? Có kem dừa. Kem dừa đâu? Bây giờ chưa tìm thấy. Đúng không? Mấy cái. Em ăn cơm dừa hả? Không, 2 cây. Kem. Rồi, ngồi chờ chút. Vào đây đi chị, vào đây ngồi uống cốc trà đá đây anh chị. Có trà đá cũng đỡ nhé, em ơi, miễn phí chị gái ạ. Ngồi ủng hộ nhà chị ơi. Được cái kèo ở đâu cũng mời miễn phí gái. Đoạn. Em mời chị ngồi đây uống cốc nước, chị mời chị một cốc nước trà sen đấy. Chị ngồi đây cho mọi người ngồi đi. Đây à, nhà mình lại đây ngồi đi anh ơi. Được quay kèo em mời miễn phí đây anh ơi. Được. Trà đá miễn phí, cơ đơ miễn phí đây, tí đi qua đây luôn ạ. Ngồi Bác Hồ đây ạ. Mời anh vào đây anh. Anh vào đây ngồi đi, anh vào đây ngồi uống cốc nước anh này. Được quay kèo em mời miễn phí, không lấy tiền đâu. Anh chị ơi, ở đây là nhà nào cũng mời miễn phí cả. Mình cứ ngồi ủng hộ mỗi nhà một tí. Mua cái kèo là mời miễn phí không lấy gì đâu. Trà sen cu đơ em mời miễn phí để em bóc cho mình một đĩa cu đơ. Có cu đơ cu mềm cu cứng rất là ngon. Em mời là mời chị. Có mua gì thì ủng hộ thôi. Cứng mềm rất là ngon, đặc sản ạ. Rồi. Rồi trong này là nhà tranh Bác Hồ thôi chị ạ. Em mời các chị thử tí nhé. Một gói là một miếng như thế này chị này. Như thế này là gọi là một
Ừ, nói đi. Nhà mình đi vào đi. Vâng vâng. Lấy mũ đấy, đấy. Lấy mũ này, lấy cái đồ đi. Đi vào mà nghe hướng dẫn công đoàn đấy, cho mượn mũ nọ đấy. Đây. Cái gì vậy? Nướng. Nướng lá. Đỏ lá. Cho Nghĩa một cái. Cho Nghĩa một cái. Cơm. Đi. Thế bỏ ấy, ôi em. Cầm ôi xe nữa. Nó phải cầm. Nào. Đưa cầm tay bố. Đi. Đi theo đoàn. Rồi. Không quay về để đúng rồi. Bỏ ra. Bỏ tay ra. Đi tham quan. Cái hồng hồng nhỏ nhỏ á, chứ không phải hồng to kia. Hồng nhỏ đi. Hồng bi. Đó là hồng bi à? Đó là hồng bi à? Hồng bi vậy, hồng mini á. Nhưng mà hồng đó gọt ra xong rồi thì còn gì nữa đâu á. Cứ miệng trái xong rồi. Giống như dâu gì, cái gì nè, cái gì nhỏ nhỏ thế nè. Cái cà chua bi á anh, kiểu kiểu vậy á. Không có bỏ ra hết. Thôi bao giờ nắng thì nó đội rồi. Nó không bỏ ra. Không thắp hương, không hút thuốc, phải chưa? Chửi chữa đâu còn nhà chứ. Em một kiểu thế nào lấy được hai cái nhà sàn này đi. Đứng tử tế vào. Em một cô chửi kiểu đứng tử tế vào. Nghiêng kiểu đấy, người ta phải nghiêng như này, chân nó mới dài đây, còn nghiêng như này không chuẩn đi, không chuẩn nhé. Nghe hướng dẫn. Đây nghe hướng dẫn này. Tiên ơi. Alo. Chắc cháu kính mời quý thầy cơ sở và các anh chị học viên mình di chuyển đứng gòn vào trong bảo mật đi ạ. Hòa Bình ai cũng đẹp hả? Mình đi được mấy hôm rồi ạ?
có ai chạy xe không? Không ạ. Chắc không đúng không ạ? Nhìn gương mặt sáng sủa ai cũng khỏe mạnh thế này chắc không say đâu đó. Đi đến tỉnh nào về đấy hả cô? Mới đến Hà Tĩnh hả? Về quay ra luôn ạ. Chứ không vào Huế đó hả? Bắt đầu từ trái. Được rồi. Xin được kính chào quý thầy cô giáo và toàn thể các anh chị học viên. Như vậy là chuyện tham quan học tập ngoại khóa của đoàn chúng ta rất là ý nghĩa đó. Trở về nguồn hôm nay, trong lòng ta chắc rằng ai cũng nhớ bác. Dừng chân thăm viếng về đây là làng quê của mẹ. Làng Hoàng Trù, xã Kim Liên, huyện Nam Đàn của tỉnh Nghệ An đấy. Là quê mẹ của bác. Cũng là mảnh đất nơi bác ra đời, cho nên du khách con cháu mình về ta phải thăm quê mẹ trước. Trong quần thể di tích này rộng 7 sao đất trung bộ và có 3 ngôi nhà. Quý thầy cô và các anh chị học viên, chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu và biết được vì sao bác ra đời quê mẹ, đó là nhờ công lao của ông bà ngoại. Khu di tích này rộng 7 sao đất trung bộ thuộc làng Hoàng Trù, có 3 ngôi nhà. Đây là khu vườn của nhà ông bà ngoại ạ. Gia đình nhà nho khả giả mới có khu vườn rộng như thế này. Trong khung cảnh khu vườn có 3 ngôi nhà, thì bà chúng ta ra đời ở căn nhà lá nhỏ 3 gian này. Vậy là hiện bây giờ thì đoàn chúng ta đang ở trong khu sân khu vườn nhà bà. Trước lúc về thăm, chúng ta đã dâng hoa lễ viếng tại nhà thờ. Lòng thành tôn kính ta đã dâng lên cho ông bà, tổ tiên của bà. Nhà trên lớn 5 gian về trước ạ, là tổ ấm của ông bà ngoại. Bắt đầu từ tổ ấm đó mới có được bác của chúng ta. Ngoại bác của ông có tên gọi là Hoàng Xuân Đường, của bà là Nguyễn Thị Kẹp. Cuộc sống của ngoại đâm ấm gắn bỏ và hạnh phúc. Của ông thì dạy học, của bà làm ruộng và có nghề trồng dâu nuôi tầm dệt vải. Nơi đó, của ông đã mở lập học và đào tạo nhiều người con thành đạt. Trong đây phải kể đến thân sinh bạn là ông Nguyễn Sinh Sắc. Cô bà sinh hai cô con gái thông minh xinh đẹp, Hoàng Thị Loan và Hoàng Thị An. Đây là mẹ và dì của bà cô đó. Thế rồi chúng ta biết rõ, thời gian sau, cuộc đường của kẹp cận đó người học trong mồ côi nghèo khó về nhà mình nuôi dưỡng. Không ai khác là ông Sinh Sắc, bố bà cô chúng ta. Cuộc đời từ tầm bé ông sinh ra ở làng Xanh cách đây 2 km. Nhưng sống gặp hoàn cảnh đau thương bất hạnh, 4 tuổi cậu bé sắc mồ côi cha mẹ. Ngày tháng lớn dần lên thông minh, chăm chỉ học tập như không được đền trường như bao bạn bè cùng trang lứa, mà phải đi chăn trâu cắt cỏ, kể cả những ngày Tết đến xuân về. Thương gặp được cảnh ngộ đó, cuộc đường của cậu đã về làng Xanh và xin phải bỏ hang. Đạo có sắc về nhà mình trực tiếp được nuôi dưỡng cho ăn học. Vậy đây, ngôi nhà là mái trường đầu tiên mà cuộc đời cầu sắc được theo học, không phụ lòng thương yêu của cả nhà. Cậu đã lao động học tập ngày càng cao ạ. Tuổi 18 thì tròn vẹn cả tai và đức. Lúc này con gái đầu lòng của cụ Đường đã tròn vẹn tai sắc. Hai con đem lòng yêu thương quý mến nhau. Trước tình cảm như vậy, hai cụ thật vui mừng. Vượt qua cả tâm lễ giáo phong kiến lúc 7 giờ là môn đăng hộ đối ạ. Ông bà để chọn người học trò làm con rể nhà mình. Xin được kể xa đây một bước ngoặt lớn lao, một tầm nhìn tiến bộ ở của ông Hoàng Đường đối với người con rể tương lai của mình. Năm 1883, trước sự chứng kiến của bà con hai họ, bà con trong sống lạng riêng ạ, hôn lễ của bố mẹ bác được chính thức tổ chức tại căn nhà của ngoài. Phong tục lệ làng đây quyết định rằng con gái lấy chồng rồi không ở trong ngôi nhà của bố mẹ nữa. Ông bà thương con, thương diện mồ côi không có nhà, không có đất, nên mới cắt đất dựng nhà về phía tây này cho con mình ra được ở riêng. Điều này để cắt nghĩa vì sao mà chị em bà ra đời ở quê mẹ. Như vậy là hôm nay, quý thầy cô, các anh chị học viên về nguồn nặng, chúng ta đã hiểu biết hạnh phúc ra đi bà có được chính là nhờ công lao của ông bà ngoài đã tạo dựng và xây đắp nên. Toàn cảnh khu vườn và ngôi nhà cổ ngoài phía trước được giữ làm lưu niệm ạ.
Còn tổ đường được xây dựng là bằng ngõ phía trước, thờ ông bà tổ tiên bên ngoài của dòng họ Hoàng. Bà chúng ta những ngày sống và gắn bó trong tình thương yêu của ông bà. Rằm mồng một, ông bà còn dẫn về nhà thờ dâng hương dâng hoa tưởng nhớ các bậc tiên tổ. Bà chúng ta còn được ngoài kể cho nghe truyền thống dòng họ thật là hiếu học. Còn đúng thật dòng họ này có phát tích không phải ở sự nghề ạ, mà ở tỉnh phía Bắc đất nước của chúng ta. Đó là thôn Vân Nồi, xã Hồng Tiến, huyện Khoái Châu của tỉnh Hưng Yên. Dòng họ có nhiều người học giỏi và làm quan to. Nhưng khi Mãng Đăng xông lên cưỡng ngôi ạ, vua Lê giao cho hai tướng quân Hoàng Nghĩa Tân và Hoàng Nghĩa Giả về đây dè dặt. Thằng giặc rồi mạch đất Nghệ An, mệt đất mệt người, con người trung dũng có truyền thống đánh giặc. Hai tướng quân đã sinh cơ lập nghiệp thành xong ở chi nhánh của dòng tộc ở đây. Ông bác lão Hồ Duy đời thừa 15 rồi, là trưởng tộc. Ông dựng nhà thờ để thờ từ đời ông cổ nội của mình. Ngày nay khi ngoài không còn nữa, nhà thờ được thờ chung cả hương hồn của ngoài. Như vậy là bảo hoa tươi con trọng về từ Hòa Bình sang lễ. Hôm nay đây, chúng ta đã dâng lên cho ông bà tổ tiên của bác ạ. Còn bây giờ chúng ta hiểu về căn nhà bác ra đời đấy. Bởi vì chúng ta đã biết đến trên vô tuyến truyền hình, sách vở thơ ca cũng đã viết về rất nhiều đó. Cổ nhà thơ Tử Hữu đã từng viết nên những vần thơ đi vào tiềm thức của người dân đất Việt chúng ta rồi. Ba gian nhà trống nồm đưa vòng, một chiếc giường con chiều mỏng manh, đúng thực là ở căn nhà này. Nhà có ba gian, hai phòng nhỏ. Phòng thứ nhất nơi nghỉ học tập riêng của bố, rất đơn sơ giản dị. Nhưng kỷ chứng kiến bao nhiêu năm miệt mài kinh sử, thân sinh bác đã độ cao tới học vì phó bản đó. Tiếp theo là đi nghỉ của mẹ và sinh hoạt thường ngày cho gia đình. Giữa sân nhà thứ hai, sau tận vài bàn nhuộm nâu là chiếc giường đơn sơ. Mẹ Hoàng Thị Loan đã nghỉ ngơi tại đó. Lần lượt sinh cho tổ quốc Việt Nam chúng ta ba người con yêu nữa. Chị của bác là cô Nguyễn Thị Thanh, anh bác là cậu Nguyễn Sinh Khiêm. Cả con lớn lên, hy sinh cận đời trong dân nửa, không lập gia đình riêng ạ. Bác Hồ kính yêu của chúng ta là người con thứ ba. Sáng tháng năm đầu hè, đúng vào mùa sen nở. Khi hương sen ngào ngạt trên miền quê này, bà cất tiếng chào đời. Đó là ngày 19 tháng 5 năm 1890. Trong vòng tay yêu thương của ngoài, ông bà đặt tên là Nguyễn Sinh Cung. 7 năm sau khi lấy chồng làm mẹ của ba con rồi, ngày tháng vất vả khó khăn chồng chất, mẹ đã vượt qua tất cả bởi tấm lòng yêu chồng thương con. Xuất thân trong một gia đình dòng dõi nho học, tuổi trưởng thành mẹ kết duyên người học trò mồ côi nghèo khổ như ông rằng, chứng tỏ rằng hồi bấy giờ mẹ chấp nhận khó khăn vất vả nhất cuộc đời con người phụ nữ. Mẹ làm ruộng trồng sung nuôi tầm dệt vải ạ. Hàng sâu xanh chứ con được chúng ta về thăm từng gắn bó với nghề dệt vải của bà của mẹ ạ. Áo bạc mặc mẹ may, mẹ dệt ở khung cửa nhà mình. Khi đưa con vào giấc ngủ, mẹ bạc dùng cánh võng gai ạ, xua đi cả nặng nọc của vùng quê xứ nghề bằng dòng lẫy kiều. Mẹ còn gửi gắm cả tâm tư tình cảm của mình qua lời ru con rằng, con ơi, mẹ dần câu này, chăm lo đèn sách cho tay áo cơm, làm người đói sạch rách thơm, công danh vội nhẹ, nước non phải đẹp. Lời ru của mẹ đi theo bác suốt cả cuộc đời. Trong lúc bác đi về thế giới bên kia, bác vẫn muốn nghe một câu hò sử nghề cả làn điều dân ca của quê nhà. 12 năm trong căn nhà lạ, chỉ một nắng hai sương ở ruộng đồng thôi ạ, mẹ bạc tiếp sức cho chồng đỗ học vì cử nhân rồi. Sau đó tiêu chuẩn của người chồng trẻ đã vào Huế học tập, dự thi hồi quân đưa đi nhà Nguyễn. Quyết định xa đi, ông sắc ban với vợ giúp nhau học tập chăm nuôi con trẻ. Nghệ An đi Huế 400 km, cả sẽ đi bạc quyết tâm xa đi bộ đó. Ngày đi bác 5 tuổi, mẹ bảo đầu quăng gánh, cầm đầu nữa là cơm áo gạo tiền.
hơn một tháng trời xa định mạng lồi chuỗi đeo đeo. Hình ảnh này không bao giờ phai mờ trong tâm trí của con trẻ. Ra đi bác vào Huế, mẹ bác không ruộng vườn, không quen nghề buôn bán, tiếp tục làm nghề dệt vải ở đất Huế 5 năm. Hạnh phúc ở Huế, mẹ xin thêm một người con nữa. Em có bác là có bà Nguyễn sinh xinh. Kinh tế gia đình vất vả sinh con rồi không nơi nương tựa, mẹ bắt trợ mình lao động sớm mà. Ai ngờ mẹ lâm một căn bệnh hiểm nghèo, đó là căn bệnh hậu sản. Gia đình bác tùng thiểu, mẹ không có điều kiện để cứu chữa. Đột ngột ra đi, mẹ bắt trụ thay thở cuối cùng, vĩnh biệt chồng con khi mới hưởng dương 33 tuổi đời. Để lại cho người chồng trẻ bộn người con thơ, 11 tuổi bà không còn mẹ nữa. Thương cho con trẻ vô cùng, cuộc đời ông sắc là trẻ bơ vơ, mất cha mất mẹ từ nhỏ. Bù đắp cho con, ông ở vậy nuôi con. 3 tháng sau, ông thì đỗ võ bằng. Vua Thịnh Thái đã cho về vinh quy bãi tổ tại quê nhà, nhưng chỉ được 5 năm. 16 tuổi, bác theo cha vào Huế lần này. 21 tuổi bác rời xa tổ quốc. 30 năm gian nan cực khổ nước ngoài. Mùa xuân năm 1 bác trở về tổ quốc, nhưng chưa về thăm quê, thăm gia đình. Trực tiếp lãnh đạo cách mạng được nhà đến 20 năm sau. Mùa đông năm 61 bà về đã là cụ già 71 tuổi rồi. Cảnh cụ còn những người thân không còn ai để đón bác. Kỷ niệm của tuổi thơ trào dâng ạ. Quê hương nghĩa trọng tình cao. 50 năm ấy biết bao nhiêu tình. Mà chúng ta về thăm nhà ngoài, thắp hương ở nhà thờ, rồi bác về nhà mình. Lặng đi bên hiên nhà nhỏ hồi lâu, nén cơn xúc động dâng trào trong lòng mình và nói với bà con rằng đây là nhà của bác. Câu nói thật ấm tình ấm nghĩa. Xa quê hương, bác chúng ta sống nhiều nhà, bác còn đồng có ở nhiều nơi ạ. Nhưng bác chỉ thể nhận căn nhà bé nhỏ này là nhà của bác, bởi chôn rau cắt ruộng của bác là từ ở nơi đây. Sau khi thăm hết hiện vật trong căn nhà, cảnh phòng căn bệnh nghèo không kịp chiếc giường con bé nhỏ, bác nhớ công lao của ngoài đón ba chị em bác ra đời. Giây phút chia tay thật xúc động ạ. Bác đã mời bà con ngồi thành vòng tròn trước sân nhà, còn bác mình ngồi xuống trước thêm. Đồng viên căn dặn bà con một dòng bạc vẫn nghẹn ngào. Chúng ta đoàn kết làng xa, tích cực sản xuất để tránh cái nghèo cái đói, xây dựng quê hương giàu mạnh, làm tốt nhất định bà sẽ về thăm một lần nữa. Nhưng chăm lo hạnh phúc cho đồng bào chưa kịp về, bác đã đi xa. Như vậy là hôm nay, quý thầy cô giáo, các anh chị học viên nặng, từ Hòa Bình chúng ta đã tổ chức về nguồn đây một chuyến tham quan học tập ngoại khóa thật ý nghĩa. Lời kể thuyết minh hôm nay, chúng ta đã biết rõ làng quê của mẹ nơi sinh thành ra bác. Dọc một miền quê bình dị như bao miền quê khác, nhưng miền quê này sống có phần hôn đúc phẩm chất tốt đẹp của người và lớn lên thôi thúc người xa đi tìm được cực nữa. Tiếp theo đây, cuộc hành trình về quê nổi bác làng Sen ạ, chúng ta sẽ hiểu những năm tháng gia đình bác sống ở làng Sen như thế nào. Buổi thăm viếng quê mẹ đến đây để kết thúc rồi ạ. Xin được chân thành gửi tới quý thầy cô giáo, các anh chị học viên lời chúc sức khỏe, cả quý đoàn chúng ta có chuyến về nguồn thật an vui, gặt hái nhiều điều thật bổ ích. Xin trân trọng cảm ơn và được hẹn gặp lại. Mình có mời quý thầy cô nhà mình đi đúng không? Mình ra chụp ảnh. Đúng không? Chị ơi. Mình ra kêu xe thông quan. Đây, đây là mình kế không? Đi chiều dài vào đi, chị áo dài. Áo dài để chụp ảnh. Anh ngồi kia. Ba ba mọi người. Đây.
Các anh muốn ra à? Rồi. Ra đi, ra đi đường này ạ. À, đây. Không đi muối thì vào kia tham quan tiếp đấy. Có thể đi đi xong một chút. Đi sau, đi sau. Rồi, rồi, cảm ơn. Ra bãi xe đi này. Đây, vào đây. Đi, vào đây xem. Vào nhà này. Vào nhà này. Xem. Được mà. Đây, có ăn trước đây. Giường hồi xưa ngày võng hồi xưa ngày nào khó này giờ của hơn 100 năm trước ấy giờ thành giờ nhà đúng là nhà tranh vách lá nhưng mà so với hồi xưa nhà thuộc dạng khá giả ấy nhưng mà so với các nhà khác đây đi ra kia đây phòng khách này đây. À, sau canh đây, từ đường này. Thờ cúng cây mít tuổi thơ lắm ạ. Kia có chỗ trồng trồng rau đâu nhé, giường ngủ này, như vậy, giường phải kia, đồ vật này hơn 100 tuổi rồi. Đây là mẹ, 100 điểm, đây là 900 điểm, kia mâm, mâm ăn cơm. Trang vắt nè. Có cái á xinh à? Dạ. Á xinh thế. Đây. Dạ, chụp phát hình đi. Đây, đứng đây cho nó dâm này. Đây cho mượn cái nó này. Là người ta mình sợ gì chứ này. Ui đi. Thôi nghĩa khỏi đổi đi. Đi đổi che cái mặt Nghĩa rồi. Để qua đây làm hắm nè. Nghĩa ra chỗ mẹ à. Đủ chụp hình. Đó. Có. Nghĩa với mẹ đây mày chụp cho bố mày nghĩa với mẹ. Còn một cái đây. Không, không cần đâu. Nghĩa ơi. Nghĩa ơi. Rồi. Bên đây đầu ra hả chứ. Chụp ấy đấy, chụp phía cổng ra này. À. Đây, dạ.
sau nhà Bác Hồ. Đây, đi qua đây này. Rồi. Rồi. Mẹ, mẹ quánh con nghe, không có muốn quánh ở giữa đường nghe. Người ta đang ấy tự nhiên vô ngoài đường ngoài xá bóp bóp không? Giả mặt mẹ bây giờ. Đi. Đi à. Ôm đi. Nào đi. Rồi, ôm. Rồi đi nè. Ôm mẹ, mẹ. Đóng tay. Rồi đóng tay nè. Đóng tay. Cây dừa. Mẹ, đừng mất bớt bớt. Không được. Đây, nối ra. Giữa cái tầm này. Tầm dâu này. Tầm dâu ở đấy. Giật vải. Nó có tầm giật vải. Đúng rồi, cái dâu này. Đấy, kìa, sao? Thế là kết thúc chuyến thăm nhà Bác Hồ ở đây. Mẹ, không được. Chạm được đúng không? Không. Không. Chạm được đúng không? Không, xe bếp. Sao? Đi thôi. Cầm mấy cái nhà xóm. Cái khu này là khu di tích rất là hết. Kinh tre. Nói chung là nhà của bác chỉ có một rào cái đó thôi. Còn đây là của người ta hàng xóm. Hàng xóm. Đấy, nhưng mà bây giờ đã giải tỏa nó thành như một khu. Đúng rồi. Cái nhà này cũng một đoạn đó. Cái này giống như là công viên á, nơi mình chơi. Ui chì chà, ra đường gọi là chỗ ngày xưa mình chắc đồng ruộng, chắc trồng mình đi kia. Các vườn ấy, cùng vườn. Nói chung là kiểu nhà như nhau hết. Gọi là một điều chanh hay quả tim vàng. Tắm tay. Ok. Thôi, thật sự bố với Nghĩa ra xem. Thì cầm nó sẽ trả cho tao chiên đi. Thì khó cái này. Em mới quắn cũng được em ơi. Thế là xin chào đại tiểu mẹ. Sư phụ bố với dạy tụi con đi đây. Thế tạm biệt đại tiểu mẹ đi. Bố với dạy tụi con đi đây. Nói đi. Đây thôi đi thôi. Bye bye nhé.
có ai thua. Phải có tiền đâu thua má. Hay là cho đi. Mẹ ơi, Nhi hãy xem. Chỗ nãy. Nhi hãy xem xin viên đá. Mẹ ơi. Xin viên đá. Mẹ. Nhi hãy xem. Chúng ta xin viên đá. Xem. Xin viên đá.